Xin chào tất cả các bạn. Xin lỗi các bạn là theo lịch thì mình lên vào thứ bảy nhưng mà thì có cái công việc đột xuất nên là hôm nay mới lên được. Như thường lệ thì mình có một ít máy điện 220 và một số cái súng hơi và mấy con vít pin. Tất cả các cái mặt hàng của mình của trong video này là mình đã bao cước phí vận chuyển nha. Các bạn lưu ý là mình đã bao cước phí vận chuyển. Bạn nào xem video lần đầu thì nhớ ấn đăng ký kênh nhá để ủng hộ kênh cho mình. Và mỗi lần mình lên video thì các bạn sẽ nhận được thông báo. Bạn nào mua hàng thì xem cho kỹ nhá. Xem đi xem lại vào. Xem cho kỹ. Chốt nhanh. Không có gì, hàng của mình thì nói chung là nó thường xuyên là không còn lại đến ngày hôm sau đâu. Chỉ đến cùng lắm đến trưa hôm sau là đã hết rồi. Rất nhiều bác là điện mấy lần không chốt được máy nào. Xem là cái nhu cầu sử dụng của mình dùng đến máy gì thì hãng chốt. Đây mình cái máy điện 220 này lúc nào mình cũng có nhá, điện 100V mà quấn lên điện 220 nhá, 650k nhá một máy. Bạn nào thích Makita thì đây Makita đây. Rất êm ái. Ở đây cho các bạn biết là nó êm chỗ nào. Quấn lên nhưng mà đã căn chỉnh rất là chuẩn nên là máy nó không bị rung. Thường thì thực chất ra cái máy này nó hỏng là ở chỗ là nó bị không bị không à, nó không cân tâm mà nó dẫn đến rung lắc là hỏng cơ. Còn về phần điện thì nó ví dụ nó sát cốt thì nó sẽ nóng cháy. Rất êm. Về phần cơ là nguyên bản của Nhật nhé. Còn phần điện thì mình chỉ là vấn đề thay đổi dây đồng thôi. Đấy, còn nó nguyên bản. 650k một máy. Mình có hai mẫu Hitachi và Makita. Đấy là con số 0. Con số 1 là con Eto này nhé. Eto này mình bán là 280k. Đây Eto kẹp bàn mili nhé. Của hãng Asaki nhé. Asaki. Mồm này là 6 phân này. Chiều này 6 phân này. Còn chiều ra này là 7 phân này. Đấy. Quay thoải mái nhé. Bạn nào... Đấy, quay này, quay đúng đến chỗ của mình cần là mình chốt nó lại. Đấy, chốt lại này là không quay nữa. Ngọt ngào nhá. Có đe nhá, đây là đe này. Số 1 là 280k nhá. Bao ship. Số 2 là một con súng đinh hơi F3. Rất là chắc. Ok. Số 2 200k bao ship.
số 3. Cũng là một con súng đinh F3. Nhưng con này còn tương đối đẹp, liền lạc, cao su con sẽ còn này, tương đối mới đấy. Ok, số 3, 230k, bao ship. Số 4 là một con khoan à, con vít pin của hãng SK11. Điều tốc đây. Mình lấy cái tô vít mình test búa nhé. Tê tay đấy. Dính luôn đây. Rồi. Số 4, 750k. Bao gồm là một máy, một pin, một sạc nhé. Pin đóng mới nhé, bảo hành 6 tháng. Một máy, một pin, một sạc 750k. Số 4. Số 5 là con Makita. Con này là TS130D. Con này là pin lâu mà mình không sạc, pin hơi kém. Tám trăm năm mươi k số 5 nhá. Một máy, một pin, một sạc. Đây, nguyên bản như này, một máy, một pin, một sạc. Con này 14V4 nhá. Còn con này là 12V này. Số 5 850k bao ship. Số 6 là mình có 3 cái phi hơi này nhá. Thanh lý cho các bạn nào nhanh tay này. Ba cái này 250k. Đây để mình test cái tí hơi cho các bạn. Đây. Cái này nó có cái chỉnh nhanh chậm ở đây nhá. Bạn cần nó xịt nhanh hay xịt chậm, mà nó lên nhanh hay xuống nhanh như thì là chỉnh ở cái này nhá. Con ốc chỉnh đây. Có van ạ. Cái này là cái đầu này nó vào đây nó hở, nó không kín. Đấy. Nó mà kín thì thôi rồi.
Ok nhé. Đấy. Cái đầu này chọc vào đây nó hỏng. Chín cực kỳ luôn. Ba cái nguyên bản, cái này là còn cả mặt bích này. Ba cái 250k bao ship. Số 7 là con súng đinh U của Nhật nhá. Con này là súng của Nhật nha các bác nhá. Nghe cái súng của Nhật nó cũng khác. Đinh U nhé, U10. Đấy, các bác bỏ đinh U10 vào đây. Đóng lại. Đây ạ. Ok. Số 7 450k. Thương hiệu đây. Nói chung là toàn chữ Nhật thôi, không đọc nổi. Rất là đẹp, liền lạc, chưa có chảy xước gì nhiều đâu. Đang còn bóng nhoáng. Số 7 450k bao ship. Số 8 là một con đinh F5 nhá, súng đinh F5 nhá. Ok. Hai cái là thương hiệu giống nhau này. Số 850k, số 8 nhé. Bao ship. Súng này là đinh F5 nhé. Số 9 là một con máy thổi bụi. Kỳ mạnh luôn, không có vòi nhá. Cái này các bạn phải lấy cái ống 42 nhá. Đây, đúng rồi, cái này là 39 thì các bạn lấy ống 42 đơn vào đây là vừa luôn. Ống dày không vừa thì ống mỏng, tùy theo độ dài mình thích. Đầu kia là hơi nóng, xong là bóp bẹt nó đi là nó thành cái vòi. Cái chỗ này là chí cho nó có con ốc vít vào cái ống nhựa ấy, là mình gài vào xoay phát là nó cũng chặt như bình thường, còn đầy đủ.
nó không có cái vòi thổi nên là em để cho các bác 280k. Đây, dây dọ đây. 280k số 9 nhá, bao ship. Số 10. Số 10 là con vít điện 12V nhá. Đấy. Điện nguồn 12V các bạn dùng bình ắc quy á. Có đảo chiều nhá. Đây, đảo chiều đây này. $150k bao ship nhá. Cái phần này nó phần nó rất nhiều tổng hợp các bánh răng bằng sắt ở trong này này. Bằng kim loại tất. Còn phần này là bằng nhôm này. Phần này là con motor. Cái vỏ này bằng nhôm này. Đây là kim loại tất. Đây là nhựa này. Đấy. Bạn nào về dùng đấu vào bình xe máy ấy, để sửa chữa xe máy các thứ rất tiện. Có đảo chiều. Vặn ra vặn vào. Đấy, còn em bán là nó nguyên bản như này thôi. Bác về thì thích dây dài thì nối dây, mà đấu vào bình thì cắt cái này ra, bỏ đi. 150k số 10 bao ship nha. Số 11 cũng vậy thôi. Cũng 150k bao ship. Có đảo chiều nha. Ok. Số 12 là một con máy trà tường nhá. Con máy trà tường này. Bạn nào mới xây nhà thì mua một cái này về trà xong vứt đi luôn, đỡ phải mua cái mới. Mới cái nó này tiền triệu cơ. Cái này mình để cho các bạn 250k. Để ra chỗ ông bán sơn nước ấy, mua một cái lưỡi của nó lắp vào đây là xong. Ốc viết đầy đủ. Cái chỗ này là nó tạo góc vuông như này để mình trà vào cái cạnh tường nhé. Đấy, cái chỗ này là cái nó có một cái miếng nữa vào đây, nhưng mà nó bong cái miếng ra rồi. Chỗ này là cái góc vuông để người ta đưa vào cái góc tường cho nó sát, cho cái lưỡi nó sát được vào tường. Số 12 250k bao ship. Số 13. Số 13. 320k. Máy này đây là nước sơn của nó như này nhá, tương đối mới đấy. Ốc này là 6 màu rưỡi thôi, không được 7 màu đâu. Nó vẫn còn vàng ánh nhưng mà chỉ 6 màu rưỡi thôi. Số 14. Cũng là 320k. Ốc con này thì gần 7 màu. Nói chung là máy tương đối đẹp đấy. Đầy đủ liên lạc, không thiếu cái gì.
số 14, 320k bao ship. Số 15 là một con mài bót. $320 bao ship. Tất cả các cái mặt hàng bây giờ nó đều đội giá rất là cao. Và cái hàng của em thì như các bác thấy đây, có lên giá được đâu. Giá vẫn cứ là giá anh em thợ. Máy đẹp thì nhỉnh hơn một tí thôi, nếu máy bình thường thì giá cũng vẫn cứ như vậy thôi. Số 16, 320k. Đây, thương hiệu đây là IB. Số 17 là một con mài khuôn. Con này thì mình tương đối là tâm đắc với con này. Đầu đầy đủ nhá. Đầu này là đầu kẹp 6 ly nhá. Đây. Thương hiệu là FEG. Đấy các bạn đọc đi. Rất nét. Rồi. Số 17, 450k bao ship. Con mạch khuôn này quá đẹp. Số 18 là một con khoan bót, khoan gỗ khoa bắn tôn nhá, có điều tốc, có đảo chiều nhá, điều tốc đây. Chiều đây. Đầu kẹp 10 ly nhá. Đấy, đầu không kẹp nhá. Ra vào đấy. Đây. Thân máy liền lạc. Số 18 320k nhá. Bót. Con này bắn tôn thì vừa tay lắm. Số 19 là một con Matech nhá. Đầu kẹp 10 ly nhá. Số 19 330k bao ship. Có điều tốc, có đảo chiều. Đây này, còn zin từng con ốc này. Ốc chắc là zin hết.
số 20 là một con khoan gỗ hai chức năng. Makita nhá. Đây, các bạn nhìn cho kỹ. Đây là lớp khoan gỗ này. Đây là khoan bê tông này. Đầu không kẹt nhá. Con này đầu kẹp 13 ly nhá. Cái đầu này bằng nhôm này. Số 20 400k. Số 21 là con này nó cũng liệt kê vào siêu phẩm đấy. Con này rất hiếm này. Hàng độc đấy. Con này cầm rất chắc tay. Con này bạn nào làm mộc làm cầu thang thì tuyệt vời luôn. Kể cả là khoan sắt. Bởi vì cái hệ thống bánh răng ở trong cái phần đầu nhôm này nó rất là nhiều bánh răng, rất chắc. Đặc biệt nó có một nấc bê tông nữa. Đây, bê tông đây. Đây là khoan gỗ đây. Tay cầm rất đầy đủ. Con này nó không còn tem mác nữa nhưng mà không nhầm thì nó là cỏ Nga. Đầu kẹp 13 ly nhá. Đây, đầu không kẹp này. Con này không có đảo chiều nhá, có điều tốc thôi, không có đảo chiều. Điện zin 220 nhá. Số 21 470k. Con này rất nặng. Con này nặng bằng con khoan ba chức năng. Số 22 là một con cắt kẹo men hiệu Makita nhá. Đây, nâng hạ đầy đủ. Ngọt ngào. Đây, cái bàn này còn tương đối mới này. Số 22 400k bao ship. Còn lành lặn đầy đủ, không thiếu một cái gì. Số 22 400k bao ship. Số 23 là con khoan bê tông 3 chức năng. Đây là nắp khoan bê tông này. Đục bê tông này. Đấy, khoan gỗ đấy. Điều tốc ra.
450k. Đây các bạn xem ngoại hình. Số 24. Con này cái phần vỏ nhựa này trông nó rất chắc chắn. Đây là lớp khoan gỗ này. Khoan bê tông này. Đục bê tông này. Điều tốc đây. Có 24 450k. Các bạn yên tâm là tất cả bi nhông ở trong này là mình đã kiểm tra dầu mỡ êm ái hết rồi nha. Cứ yên tâm sử dụng. Tất cả các mặt hàng của mình là mình bảo hành một tháng đầu là cho phép đổi. Bạn dùng trục trặc là đổi, còn từ tháng thứ hai trở đi thì tùy theo mức độ hỏng nặng nhẹ là mình sẽ hỗ trợ về kỹ thuật rồi đồ đoàn thay thế. Yên tâm như đấy. Đây có một con này là từ video trước cơ. Trước nữa cơ. Từ video số 2 thì phải. Có bác cái chốt, bác cái cọc 100.000. Nhưng gửi hàng vào đến nơi thì bác cũng không thèm xem luôn, không thèm nghe điện luôn, không hiểu lý do gì. Thì hàng lại hoàn về cho em. Trước này em bán là 480.000 cho bác ấy. Con này là con 3 chức năng nhé, hoạt động rất là hoàn hảo, trơn tru. Nhưng bác cái cọc 100.000 thì em trừ đi mất 70.000 tiền ship vừa đi vừa về, 70.000 rồi. Thì còn dư lại 30.000 thì em bớt cho bác nào đây, trước là 480, bây giờ em tính 450. Bác nào lấy thì em tính 450. Bác lại cọc cho em 100 là em lại gửi hàng cho bác. Và bác cọc mà bác không lấy nữa thì đến bác sau lại giảm đi, chỉ còn có khoảng 400.000 thôi. Đây là, đây là đang nấc khoan bê tông này. Bấm thì thôi rồi luôn. Đục bê tông này. Đấy. Đây sang nấc khoan gỗ đây. Ba chức năng, con này rất nồi đồng cối đá, thân rất là to. 450k bao ship. Đây em có mấy con đột cá sấu này nhá, bác nào dùng em cũng không có lên số má gì đâu nhé, bác nào dùng là alo cho em nhé. Bác nào dùng cái đội cá sấu thì alo cho em có 3-4 con đều hoạt động hoàn hảo hết. Video của em đến đây là kết thúc.
Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Bác nào dùng máy gì thì liên hệ trực tiếp với em qua cái địa chỉ ở đây nhé. Đây là clip số 4 của em. Mình là Nguyễn Thanh Sơn ở chuyên ngoại Duy Tiên, Hà Nam. Số điện thoại là 0326106122. Số này là bao gồm cả Zalo nhé, cả điện thoại cả Zalo luôn, mình dùng một số này thôi. Bạn nào xem lần đầu thì nhớ ấn đăng ký kênh, ủng hộ kênh cho mình. Ấn vào chuông thông báo để mỗi khi mình lên video thì bạn sẽ nhận được video sớm nhất. Video thì mình cứ thường lệ là vào 7:30 tối thứ bảy hàng tuần là mình lên video. Là 19:30 đấy. Cảm ơn tất cả các bạn.